Tại hội trường Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn viên thanh niên các quận huyện và một số trường đại học đã có buổi giao lưu giao cảm xúc cùng ban liên lạc cựu cán bộ đoàn khu vực phía Nam. Dịp này, Đại tá Nguyễn Minh Quang, nguyên chủ nhiệm chính trị quân khu 7, tác giả quyển tự truyện Những ngày chinh chiến đã qua cũng đã chia sẻ với các bạn đoàn viên về những ký ức hào hùng không thể nào quên của ông và đồng đội năm xưa. Chương trình còn là cơ hội để các thành viên ban liên lạc đội biệt động 67B cùng ngồi lại họp mặt, ôn lại kỷ niệm chiến trường, qua đó chia sẻ với các bạn đoàn viên thanh niên về một thời tuổi trẻ sôi nổi và những câu chuyện truyền cảm hứng cho thế hệ hôm nay.